Xin chào các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Và đây là tập thứ 2 về thành phố Hà Tiên. Hãy sẵn sàng ngồi yên để theo dõi vì chỉ vài giây nữa thôi, các bạn sẽ được đến nơi có nhiều cướp biển nhất Việt Nam. Let's go! Bây giờ thì mình đang có mặt ở trên một cái con tàu để đi ra biển ngoài kia. Đây là ngày thứ 2 để trong cái hành trình mà khám phá Hà Tiên của mình. Thì hôm nay mình sẽ lựa chọn một địa điểm đến khá là hấp dẫn đối với những ai mà thích biển giống như mình. Vài trăm năm trước, rất nhiều băng nhóm cướp biển khét tiếng thế giới đã quy tụ tại quần đảo hải tặc Hà Tiên để hoành hành. Đến nay, có hàng nghìn lời đồn đoán về kho báu cổ nằm dưới đáy biển tại đây sau những lần giao tranh. Kho báu có thật hay là không thì không biết. Chỉ biết rằng có rất nhiều ngư dân đã tìm thấy lượng tiền cổ dưới đáy biển. Sau hơn 30 phút đồng hồ lênh đênh trên biển thì mình cuối cùng cũng đã đến với đảo hải tặc. Thuyền của mình sẽ đỗ ở đây bởi vì nó rất là lớn. Những cái thuyền nhỏ như kiểu thuyền của người dân ấy thì các bạn có thể len lỏi vào những cái đảo nhỏ xung quanh. Đảo hải tặc ấy có gồm có 16 hòn đảo và hai cái cụm đá nhỏ. Nhưng mà cụm đá đấy thì lúc nào mà biển, nước biển nó hạ xuống thì các bạn mới có thể nhìn thấy được. Đây là cái con cầu cảng mà các bạn, theo mình nghĩ là những cái con tàu lớn như con tàu mà mình đi ấy vẫn có thể vào được. Một cảm giác rất là trong lành bởi vì là cái đảo hải tặc này nó nằm xa với đất liền, nó không sát với đất liền. Vì vậy là cái nước biển ấy, màu nước biển ấy, nó sẽ trong hơn rất nhiều so với cái bãi biển Hà Tiên ở trong kia. Ok, máy quay hãy nhìn bên này đi. Phía bên tay trái của mình ở xa xa kia có một cái làng chài của người dân ở đấy, và lát nữa thì mình sẽ cùng đoàn ra đấy để khám phá nhá. Let's go. Ban nãy thì mình đi cái tàu là Hà Tiên Tiên Hải, còn đây thì mình thấy có một cái bảng tàu nữa là tàu Minh Nga. Tức là chắc là ở đây cũng sẽ có vài cái tàu khách họ khai thác ở đây. Giờ tàu chạy thì mình thấy là mỗi ngày có 3 chuyến. 3 chuyến từ trong đất liền ra và 3 chuyến từ trong này trở về. Vì vậy là nếu bạn nào mà lộ trình 2 ngày thì các bạn có thể ở lại và sáng sau mình về sớm, hoặc là đi về trong ngày 8 giờ ra và 1 giờ chiều quay về. Theo mà mình tra cứu trên sách vở với mà truyền thuyết của miệng nhân gian á, thì cái quần đảo hải tặc này nó có từ thời thế kỷ thứ 18 đã nó có mang tên rồi, từ 1970 mấy đó. Đấy. 1700 mấy đó nha. Thì đó đây là một cái vùng đảo nó rải rác rác và có cái các cái đoàn tàu cút biển á. Thí dụ nè, nó theo tôi nắm được á thì nó tới 5 cái đoàn cút biển nó trú chân ở đây chứ không phải nó đóng quân. Thì nó đón tàu buôn của Thái Lan, có Malaysia, có với các nước như Tây Ban Nha cũng có. Nó vô cái trấn Hà Tiên thời ông mặt cũ á, là ông là tổng trấn đó. Nó lại đây nó trú, nó cũng như là cũng như thả điệp báo của nó. Nhưng mà ngày xưa thì mình nói với á thì nó chặn ở đây mà đòn vào mà buông thì nó ra nó cướp rồi nó đi. Rồi cái tốp khác có lại nữa, nó đón cái đòn của cái nước khác nó cướp nó đi. Đến đầu thế kỷ 20 mình là 1900 mấy đó, là có ở đây có hình thành một cái cướp biển của người Việt Nam mình, là cái cướp biển cánh buồm đen á. Nhưng mà rồi cũng một thời gian bị dẹp rồi cũng rã luôn. Bây giờ nó mới mang danh là quần đảo hải tặc từ thời điểm đó mình. Thẳng từ cái phía cầu cảng đi ra phía bắc này thì các bạn sẽ có một cái con đường xuyên giữa khu dân cư. Cái đường này nó sẽ dẫn ra một cái bãi biển, gọi là bãi biển ở trên, mình không biết là bãi biển gì, bãi biển trên đảo hải tặc đi, mình cứ gọi như thế đi. Thì trong này các bạn sẽ thấy được cái cảnh mà người dân sinh sống. Bên ngay bên phải này có cái quán cơm này, cà phê,
cà phê Võng ấy, cà phê Võng rất là nổi tiếng của miền Tây. Mình sẽ đi trước để cho camera đỡ khó khăn nhá. Con đường này nó vừa dẫn ra bãi biển mà lại vừa dẫn ra ở cả cái cột mốc mà nó có ghi 16 tên hòn đảo và cũng như là cái tọa độ đấy. Hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử. Và cuối cùng thì mình đã có mặt tại một cái cột mốc. Đây là cột mốc thiêng liêng, cột mốc duy nhất ở trên cái hòn đảo này ghi nhận cái chủ quyền của Việt Nam. Trên này thì mình sẽ đọc qua những cái dòng chữ trên này cho các bạn xem nhé. Nghe nhé, đó là quần đảo Hải Tặc gồm có các quần đảo sau như là Hòn Kèo Ngựa này, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Rong, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước, Hòn Bờ Đập, Hòn Đồi Mồi. Quần đảo này thì trực thuộc tỉnh Kiên Giang và cái cột mốc này đã được đặt ở đây vào ngày 26 tháng 7 năm 1958 dưới sự hướng dẫn của quân Việt Nam Cộng Hòa. Và phía đằng bên tay trái của cái cột mốc này đó là Dinh Bà, phía bên tay phải mình là bãi biển. Cái cảm giác mà đi dạo ở đây rất là thích các bạn ạ. Đây là cái con đường mà mình đang đi bộ này là cái con đường mà dẫn ven biển. Nó sẽ bao quanh biển và ra đến cái cầu cảng vừa nãy chúng ta cập bến. Phía này, đây là bãi biển Dinh Bà, là bãi biển duy nhất ở trên đảo có thể tắm được. Nhìn từ đây các bạn có thể vừa tắm biển và ngắm sang cái nước bạn Campuchia. Phía bên tay trái của mình ấy có rất nhiều quán phòng trọ này, quán ăn rất là thích hợp để cho chúng ta ngồi ngắm biển. Bật mí cho các bạn một điều rất là thú vị, đó là Nếm và một ekip nữa là hai cái ekip duy nhất được tỉnh Kiên Giang mời về thành phố Hà Tiên để thúc đẩy xúc tiến cái việc du lịch Hà Tiên. Như ban nãy khi mà mình đặt chân đến đảo ấy thì ở cách biển đảo biển ấy họ sẽ ghi là khu du lịch quần đảo Hải Tặc thuộc thị xã Hà Tiên, nhưng bây giờ nó đã được đổi lên thành Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên rồi. Yes, rất là vinh dự cho Nếm. Thì mình đang lênh đênh trên cái con tàu để trở về với Hà Tiên. Các bạn có thể thấy là mỗi khi mà con tàu nó đi qua ấy, cái dòng nước ấy nó tạo lên một cái luồng sóng mạnh và những cái con cá con nó sẽ bị hoảng hay sao ấy, nó nổi lên và đàn chim ó sẽ nhân cơ hội này và nó sẽ chộp lấy thời cơ và nó lao xuống để bắt lấy những cái con cá con. Đây là một cái điều rất là hay, nó theo như kiểu là phản xạ có điều kiện. Loài chim ó đã học được cái bản năng này và mỗi khi tàu thuyền đi qua thì nó sẽ chủ động ra bắt cá. Phía bên tay trái của mình kia đó chính là con hải đăng mũi nai mà trong như ở số đầu tiên các bạn đã được khám phá đó. Cái con hải đăng đấy nó có nhiệm vụ là dẫn cho tàu bè đi thẳng vào trong tàu trong Hà Tiên mà không bị gặp vấn đề gì. Con đường mà chúng ta đang đi đây nó dẫn lên Thạch Động. Đây là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Tiên rồi. Bây giờ mình chưa đến đây bao giờ nhưng mình sẽ thử vào đấy để xem trong đấy có gì nhá. Dọc hai bên đường này vào các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái hàng quán này bán đồ lưu niệm. Cái Thạch Động này nó nằm ở phía sát với biên giới của giữa Việt Nam và Campuchia, gần với cả khu tổ hợp Thạch Động ấy, thì chúng ta có thể tham quan được cả ở trong bên trong Thạch Động sẽ có chùa Tiên Sơn. Và cũng gần đây nữa, chúng ta sẽ có thêm một địa điểm nữa, đó là núi Đá Dựng. Ngay từ những cái gian hàng lưu niệm là chúng ta sẽ có hai cái ngả để lên như này. Ngả bên trái thì sẽ dẫn lên được Thạch Động với cái độ dài gần nhất, nhưng mà mình lựa chọn bên này bởi vì là ở bên kia đấy họ đã, do là cái con dốc nó cao nên họ đã thiết kế một cái lan can để tì tay
và mình thì mình không thích cái lan can đấy nên mình đã chọn cái con đường này, trông thì nó có vẻ rất là đẹp hơn. Mình thấy có một cái cửa nhìn về hướng Tây, bởi vì là tại sao mình biết được hướng Tây, do là cái ánh sáng buổi chiều nó hắt vào đây và trên đây đấy có rất nhiều tiếng chim bồ câu, máy bay có thể chĩa lên trên. Ban đầu mình tưởng là tiếng gió nhưng hóa ra nó là một đàn bồ câu đang đậu ở trên này. Địa điểm tiếp theo cũng là địa điểm cuối cùng trong ngày thứ hai khám phá tên của mình thì mình chọn cái núi Đá Dựng. Núi Đá Dựng cũng nằm trong cái đường biên giới, thậm chí các bạn đứng ở núi Đá Dựng các bạn có thể nhìn sang bên kia ngay là nước bạn Campuchia, bên tay phải là Campuchia và bên tay trái của mình là Việt Nam. Có hai ngọn núi ở trong cái núi Đá Dựng này, nó gồm có tất cả là 14 hang và ở ngay cổng ra vào các bạn sẽ thấy được cái bảng thông tin ở đây, tên đầy đủ của 14 hang cũng như là cái chiều cao của hang. Ở đây có một bản đồ sơ lược, đây là hang số 1, số 2, hang Bồng Lai. Hầu hết các hang ở đây đều có tượng Phật và mình sẽ lên trên kia nhé. Có tất cả 3 con đường lên và mình thấy ở đây ngay ở sườn dưới này nó chia sang một nhánh bên trái và một hai nhánh ở bên phải. Theo như ở cái bản đồ ngoài kia thì đi nhánh bên phải hoặc là đi nhánh bên trái này thì các bạn sẽ ra được những cái hang động mà có tượng Phật ở đó. Ở đó mình sẽ lựa chọn sang bên trái bởi vì là mình muốn lên chỗ có thạch nhũ. Mình đang ở trước cửa hang Thác Bạc và trong này có rất nhiều thạch nhũ đẹp. Cái đường xuống nó cũng hơi khá mạo hiểm một chút nên bạn nào mà đi ấy, thì nhớ là cẩn thận nhé. Camera cũng cẩn thận nhé. Ok, chúng ta sẽ đi rất là từ từ đây. Bậc thang ở đây rất là hiểm trở, nó dốc thẳng đứng luôn các mọi người ạ. Mà cái đặc tính của hang động ấy, nó rất là ẩm thấp, vì vậy là có rất nhiều rêu ở đây. Các bạn đi cẩn thận nhé. Sở dĩ ở đây gọi là hang Thác Bạc bởi vì khi các bạn dùng cái đèn ấy, chiếu lên những cái vách tường ấy thì nó sẽ tạo ra một sự phản xạ ánh sáng nhỏ nhỏ li ti, bởi vì những cái hạt silicat nó được cái tạo từ những cái tấm thạch nhũ. Ở đây thì mình không có mang đèn theo nhưng mà bằng mắt thường thì mình có thể thấy được. Một cảm giác rất là phiêu lưu mọi người ạ. Mình thấy chỗ này mình tưởng là tầng đáy rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái lối nhỏ bên này. Và bên này không có bậc thang nhé. Các bạn sẽ phải đi rất là cẩn thận. Mình sẽ sử dụng đèn để cho cameraman đi dễ dàng hơn. Ok, cảm ơn. Chúng ta hãy lắng nghe cái tiếng âm thanh nước tự nhiên nhé. Đó, nếu mà nghe kỹ các bạn sẽ thấy những cái giọt nước nhỏ từ trên cao xuống và những cái giọt nước ấy nó mang theo những cái tinh thể để tạo lên những cái thạch nhũ như này. Kiến tạo thiên nhiên rất là đẹp. Mình đang đi ở phía bên tây của núi Đá Dựng. Các bạn có thể thấy là cái những ánh nắng cuối chiều nó đang chiếu thành một đường xiên rất là đẹp. Và nếu như chúng ta đi thẳng từ chỗ hang Thác Bạc lên trên kia, chúng ta sẽ ra được đến với hang Cổng Trời. Đây là hai hang đẹp nhất trong tổ hợp của núi Đá Dựng.
chính là cổng để đi vào hang Cọc Trời. Chúng ta sẽ cùng vào kia nhé. Ngay đứng khi mà các bạn đứng ở cửa hang này, các bạn sẽ thấy một luồng gió ở từ trong hất ra rất là mát, mát hơn nhiều so với cái hang hang bạc mà vừa chúng mình đi. Chúng ta đi. Wow, mọi người. Khi mà qua cái cổng này vào ấy, các bạn sẽ thấy một cái vòm lớn như này. Và từ phía bên tay phải của chúng ta, đó chính là cái hướng tây ấy, ánh nắng sẽ rọi từ đấy chiếu xuống một đường tia nắng sáng như này. Có lẽ chính vì cái giếng trời này mà cái hang này được gọi tên là hang cổng trời. Các bạn có nghe thấy tiếng rơi gì không? Bẹt bẹt bẹt. Bát bát. Rồi các bạn có thể thấy là những cái vách núi đá nó dựng đứng thẳng đây như này. Có thể chính vì những cái vách đá núi dựng đứng này nên cái núi này nó mới có tên là núi đá dựng đấy. Đấy, các bạn có thể thấy vách đá dựng đứng luôn. Mình vừa thấy hai giọt nước giò người. Có thể các bạn ở ngoài Bắc không biết quả này quả gì đâu. Đây là quả thốt nốt. Và đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội để uống thốt nốt này. Lần đầu tiên của mình thì mình uống ở An Giang. An Giang là một cái vùng đất có nhiều quả thốt nốt hơn đây rất là nhiều. Thốt nốt là một họ trong họ nhà dừa ấy. Và cái cách bổ thốt nốt ấy, mình thấy là người dân họ chích một cái con dao vào giữa đây. Nó sẽ tách ra làm các múi. Và họ sẽ lấy cái nhân thốt nốt để pha với nước đường, giống như là quả dừa nước. Thì chúng ta sẽ vào kia uống thử quả thốt nốt nhá. Ok, vậy là ngày thứ hai trong hành trình khám phá Hà Tiên của mình đã kết thúc. Và còn rất nhiều địa điểm các bạn nhớ đón xem trong các số tiếp theo nhé. Bye bye mọi người, chào mọi người. Bye bye. Rồi, ok. Sống ảo khổ thế.